căn phòng đặc biệt của Việt Hương. Không lẽ là để vàng ở trong đây? Rồi mời Tâm. Đây là cái căn phòng để Việt Hương hóa trang này, để những cái trang phục của Việt Hương, chỗ làm việc á, cho nên là nằm ở trong này. Bé Hương thích màu đỏ và sân khấu cũng là cái nơi là nó màu đỏ. Chính xác rồi. Thứ nhất là màu đỏ nó rất là mạnh mẽ và có lẽ là cái về cái mạng của Hương, Hương cảm thấy là rất hợp với cái màu đỏ, cho nên là Hương đã chọn cái màu đỏ cho cái căn phòng này. Thì khi mà mình làm việc với cả bên thiết kế á, thì họ nói là ủa căn phòng có phòng màu đỏ có sợ nó nóng quá không, nó rực quá không. Nhưng mà cái đặc biệt là có lẽ là căn phòng màu đỏ như thế này thì chắc là ít người nào sử dụng lắm. Em không thấy là nó bị nóng nha. Em thấy nó, đối với em nó gọi là, nhưng mà catchy á, là sharp, đối với em là nó sharp, nó catchy lắm. Và em bước vô, em cảm thấy rằng là đúng là tha là tại vì em cũng là người của sân khấu cho nên em tự nhiên em thấy máu nghề rồi em với tiền nó ở trong đây. Cái căn phòng bên này là nơi mà Hương ngồi hóa trang ở đây. Sẽ có người để làm make up cho Việt Hương, là sẽ ngồi vào đây để làm make up. Okay. Ở đây thì mình có thấy là rất là nhiều những cái ngăn này để những cái đầu tóc giả, nón. Bên này là để một số những cái giỏ sách, những cái đồ trang phục là diễn, đồ giận trên đầu này ha. Ngay bên cạnh đây thì Phương có cái tủ để cho Việt Hương hấp đồ luôn, thì để mình steam quần áo ở đây luôn. Đó thì mình hấp quần áo ngay ở đây thì nó tiện lợi. Thì khi Phương làm cái tủ, hệ tủ này là Phương đã nói với họ là Phương cần những cái gì ở trong những ngăn tủ này. Cho nên là họ làm tất cả mọi thứ là để theo cái nhu cầu của Việt Hương. Một cái điều nữa mà quý vị biết không, là bé Việt Hương cực kỳ hợp với tóc giả. Đội tóc giả mà như tóc thiệt và nó rất là hợp. Em nghĩ là anh chuẩn bị cái này cho bé Hương là rất là đúng. Là tại vì ở bên Mỹ đó thì quý vị không, nó có mấy cái bịch Ziploc, coi như là nó giống như là mình để bánh mì đồ to go. Thì bé Hương rất là kỹ, tất cả các đầu tóc giả của Hương là Hương đội xong ha, Hương lộn ngược nó upside nó inside out, Hương để vô rồi mới bỏ trong bịch Ziploc. Mà bên đây thì anh để gì cho bé Hương thì quá tuyệt vời. Cũng quên mất là chưa giới thiệu, bên cạnh đây chẳng hạn như là Phương có cái chỗ để là Hương có thể rửa tay, uống nước, có nước lọc. Nói chung là mọi chỗ là mình đều phải tiện lợi. Cái gương mà có cái đèn sáng như thế này. Đó, đèn sáng như này thì, nhưng mà đối với nghệ sĩ thì cái đèn nó phải giống như là đèn sân khấu, cái độ sáng nó giống như đèn sân khấu. Cho nên là cái đèn mình làm rất là sáng này mà phải làm đi làm lại, tại vì là người ta làm cho mình người ta nghĩ là đủ rồi nhưng mình vẫn cho là không đủ. Khi mình ra khỏi đây thì mình nhìn thấy mình giống như mình đang trong sân khấu thì mình mới biết là chỗ này là còn đang bị hơi tối, chỗ kia còn đang hơi bị quần áo nó chỉnh chu đúng theo cái. Nãy anh nói cái màu đỏ là em không có thấy nóng nha. Bây giờ anh nói cái đèn đây giờ mới thấy nóng nè. Không, nhưng mà mình ở trong này bởi vậy cho nên là mình bật máy lạnh lên thì khi mà làm việc ở trong này có máy lạnh rồi là bật quạt lên cho nó thông thoáng và vừa lọc không khí trong này nữa. Rồi đây bây giờ bên này là cái nơi mà để tất cả những cái trang phục mà Việt Hương trình diễn. Chẳng hạn như là đây, để bật hết những cái đèn này lên này. OMG, má ơi, quý vị thấy trong đây là những cái bộ đồ nó thấy nó quen dạ. Oh my god, trời ơi, quá rồi. Rồi đấy là một cái phòng thay đồ. Phòng thay đồ. Ở trong đây rồi còn phải có phòng thay đồ. Có ai vô đây nữa đâu mà tại sao mình không đứng đây mình thay luôn? Thì là có trợ lý, có người làm make up, có người làm design về trang phục. Cho nên là khi mà mình ấy thì mình vẫn cần có một cái phòng thay đồ để cho nó thoải mái tự nhiên. Em thấy cái màu đỏ này đẹp lắm nha anh Phương, nó không có nóng với em và nó không có phải là ấy vậy. Ok, thế là thành công rồi đấy, lại một thành công nữa. Hai chữ thôi anh Phương à. Trời ơi. Ở đây là chỗ là mình để cất giữ trang phục của Việt Hương hay là nơi trưng bày và buôn bán? Hay là giống để giống như trưng bày buôn bán quá. Để ra như thế này thì để mình lúc mà mình tìm thì nó dễ dàng hơn. Yeah. Đây nè quý vị, có một cái đôi bông để là chữ Queen. Queen là nữ hoàng đó. Yeah. Và đặc biệt nha là bé Hương rất thích hổ, thích báu nha. Báo, con beo đó. Áo mà có gì, có cái hình da beo, con beo đồ này nọ. Dạ. Trời ơi. Khách hộp số hoàng chỉ mua cái hộp này nó bự hơn cái hộp ở trong phim Titanic nữa. Này quá dữ. Không, nhưng mà em nói cho quý vị biết, ca sĩ, nghệ sĩ nha,
Với bé Việt Hương thì bao nhiêu đây nó chỉ là được 1 phần 10 trang sức. Đúng rồi, dạ. Nhiều lắm, có nhiều tại lắm. Tại vì như qua một cái mình quay hình rồi mình qua một đợt giống như chừng 2 năm là mình phải đổi lại một lần, 2 năm mình phải đổi một lần. Thì em nghĩ là cái này là chắc là 2 năm mới đây thôi. Dạ rồi sau một lần sau nào nếu mà có ai vô đây quay nữa nó sẽ là một số khác nữa. Đó thì cho là cứ mỗi một đợt là xong quay hết rồi ấy, là Việt Hương tặng cho khán giả. Lúc nào cũng livestream tặng cho khán giả, cho là khán giả mới vào là ô cho em xin đôi này, cho em xin đôi kia. Mặc dù có nhiều cái đôi này thì có khi là khán giả mà đeo vào thì nó cũng khó lắm, tại vì là nó hơi mang tính chất sân khấu hơn một dạ, chút. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Đây 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 đây, chẳng hạn như vậy đó. Trời ơi. Này là lấy để treo lên làm gì, làm treo như cây Noel vậy đó. Cái này đây thì làm sao mà khán giả đeo được. Nhưng mà cũng có khi mà có nhiều người người ta lại thích, có khi người ta không phải lấy để đeo mà người ta mang về để làm cái món kỷ niệm. Dạ em yêu cầu, dạ khi nào nếu chị Diệu Hương có livestream mà tặng, làm ơn tặng cho em cái này. Tại vì em đã nghĩ là anh biết không, cái này nhà mà nam bận áo dài nam và đeo lên làm cái kiềng rất đẹp và rất fashionable. Em yêu cầu, dạ em đăng ký. Dạ nếu khi nào không xài nữa làm ơn cho em cái dòng con công này. Dạ. Rồi để nốt xuống liền. Ui trời ơi, xỉu xỉu xỉu. Đúng rồi, đây là khu vực giày. Đây chỉ là một số, còn bên kia trời ơi em mê dài lắm quý vị, em mê dài mà em nhìn cái tủ dài này trời ơi em xỉu, em xỉu với lui và đài dài đế đỏ. Christian Louboutin. Christian Louboutin. Yeah. Christian Louboutin, mình phải nói rõ vậy chứ mình nói dài đế đỏ, về đế đỏ nó không có sang. Dạ yeah. Christian Louboutin. Dạ đấy sang không? Đúng là Tâm là con mắt rất là lành nghề có khác. Tại vì hai đôi giày này là hai đôi giày đặc biệt nhất của Việt Hương. Dạ. Christian Louboutin mà cái đôi này nó limited. Dạ. Đây là đôi giày limited của Christian Louboutin. Nếu mà em không làm lại ở trong cái gian hàng của Christian Louboutin luôn á, đôi này là khoảng gần 7.000 đô. Và phải đặt dạ mới có nha. Dạ mặc dù em không có mang. Oh my god, Medusa Versace. Medusa Versace. My god. Cái giày á nếu mình không có mang mình có livestream tặng khán giả không anh? God. Trời ơi. Oh my god. Beautiful Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana. My god. Trời ơi. Không quảng cáo nha các bạn nhé. Hoàn toàn không quảng cáo. Tôi lại Christian Louboutin. My favorite one. Dạ, Tâm rất là thích đồ của Alexander McQueen. And then Moschino. Oh my god. Chắc mày còn có đôi giày của hồi xưa Tâm tặng Hương này. Dạ đây đôi là đôi giày Alexander McQueen em mua tặng cho Việt Hương. Mà thật sự ra đó em tặng cái đôi này là hình như cũng phải 6-7 năm trước rồi mà sao nó vẫn còn mới toanh vậy. Trong khi đó em đã thay gần 40 đôi rồi. Dạ em bị bệnh. Mỗi lần em mang giày màu trắng dơ dễ sợ luôn. Tại Hương ít khi nào xài giày thể thao lắm. Đi diễn là mình toàn đi những cái giày này thôi. Cho nên là giày thể thao ít khi nào xài. Chỉ có khi nào mà đi show, đi ra ngoài thì đi này, đi lên sân bay thôi. Đi sân bay thì đi giày thể thao cho nó thoải mái. Để em nói cho quý vị nghe nè. Thật sự ra anh Phương anh vừa nói là ô cái này không phải khoe đâu. Nhưng mà một cái điều mà quý vị không có biết ở nơi Việt Hương và cả anh Hoài Phương luôn, khi mà bận đồ diễn, cái gì mà nói đến sân khấu, bao nhiêu tiền cần mua để trình diễn là bỏ tiền ra, nhưng mà để xài cho những thứ khác thì ta không. Dạ, chỉ đồ sân khấu nha quý vị. Giống như cần diễn một vai nữ hoàng, cần diễn một vai cái gì đó chảnh chẹ phải mang đúng đôi giày đó thì dám chơi. Em biết tánh của Hương cho nên dạ đôi giày này em mua tặng cho Hương. Dạ 400 đô. Quý lắm, quý lắm. Dạ. Đây, cho nên cái tánh của Hương là như vậy, khi mà nói đến sân khấu, nói đến gì là bất chấp và chỉ làm cho sân khấu mà thôi. Rồi còn chưa hết giày, còn nhiều cái vậy? Còn nữa. Tất cả những cái ngăn này là để giày hết này. Đó. À, trời ơi, trời xỉu nữa. Còn giày nữa. Hả? Tất cả những chỗ này là giày luôn. Ủa bên đây giày nữa hả?
Trời đất ơi, em tưởng đâu, trời cái gì dữ vậy? Bên đó, bên này. À, những cái giày mà mắc tiền thì mình đi ra trong những cái sự kiện hay là những cái chương trình để mình cần làm đẹp. Dạ. Nhưng mà tại vì nhiều khi Việt Hương có những cái vai diễn mà nhiều khi chỉ cần những cái đôi dép này thôi này. Đó, hay là những cái đôi này. Đó, thì bây giờ mình cũng là đạo cụ diễn. Tại vì diễn những cái vai thường, vai người nghèo, vai dân thì mình phải làm những cái đôi giày này. Đây tất cả những đồ diễn. Đây, đôi dép huyền thoại mà trước khi em rời khỏi Việt Nam em biết nó. Và nó rất mắc tiền, ta gọi là đôi dép lưới. Oh my god. Đó, thì vai những vai nghèo, vai già là mình mang những cái đôi này. Đó, đôi quốc. Về đây nghe em, về đây nghe em, về đây thả ước mơ đi guốc mộc. Trời ơi bé Hương ơi, thấy không, nãy mình coi cái ra mình nói trời ơi cái này khoe khoang quá, đưa toàn giữ đồ hiệu, đồ mắc tiền. Dạ không, dạ có đồ diễn bên đây, có cái đồ mà 20.000 đôi nữa chứ quý vị. Xuất sắc, một không gian của Việt Hương. Quá là Việt Hương, one and only one. Em thiệt, em phải học hỏi ở nơi Hương rất là nhiều luôn. Dạ. Yeah. Dạ, yeah. em cũng biết là những cái show em đi diễn đồ này nọ. Wow. Ủa? Bé. Em tâm với mình chưa? Ôi. Trời ơi, đây là người chồng trên sân khấu mà luôn luôn bị người ta nghĩ đây là hai chồng. Yeah. Nhớ không? Yeah. Hồi nhỏ dẫn Eliza đi cái người ta ba đứa cùng đứng, cái người ta nói sao không giống Hoài Tâm gì hết trơn nha. Trời, cái miệng giống cha. Hồi nãy lúc mà vô trong phòng con Elisa, Tâm có kể câu chuyện đó. Vậy hả? Surprise em là Tâm nói Tâm về rồi. Em nói là để rủ Tâm với Tuyết qua nhà ăn cơm luôn. Đó mà giờ Tâm qua quay nhà với anh Phương đúng không? Để quay chuyện đàn ông. Dạ. Cho nên là chỉ nói đàn ông nói chuyện với nhau không hả? Nói gì vậy? Nói gì thì mai mốt bé coi đi rồi bé sẽ biết. Dạ. Là anh nói cái gì. Đây là một tại vì Hương cũng biết là Tâm làm một cái vlog về chuyện đàn ông. Yeah. Rất là nhiều số, nhưng mà đặc biệt là chỉ nghĩ là quán cơm nè, rồi bạn bè với nhau mình ngồi với nhau. Nhưng mà nếu mà Tâm qua tâm sự với anh Phương là Hương biết chắc là anh Phương tâm huyết lắm. Yeah. Tâm huyết lắm để cho Hương có cuộc sống tốt hơn. Và sau khi Hương làm việc quá sức vào tháng 8 và Hương ngã sức đau luôn, nằm luôn. Thế là từng ngày sau đó là ăn uống hay là đi gì anh Phương nói là thảy dành cho gia đình, chưa bao giờ mà xin Hương 10% cho gia đình nữa. Tại vì Hương rất là máu nghề, anh Phương nói là cho ba phần đi để Hương ở nhà. Tâm đứng giữa, cho 5 phần đi. Bây giờ 10% không được, 3% thì ít quá, cho 5% đi bé. Tại vì Tâm đi hết một cái nhà này của bé và Tâm đã nhìn thấy anh Phương chuẩn bị xây một cái ngôi nhà hạnh phúc cho bé với con. Tâm xin 5%. Nhưng mà bây giờ, ngay lập tức bây giờ là không có phần nào hết á. Bây giờ Phương đi về đây để lấy thêm đồ. Đang trong mùa Tết mà. Yeah. Mình phải quay. Cho nên là bây giờ đã xong cái gọi là tuồng, giống như tuồng cổ mình quay táo quân là hai cột đầu tóc á. Bây giờ về bắt đầu lấy đồ tân để đi. Và bây giờ mọi người cứ việc nói cái cửa này, tôi sẽ lòn cửa này. Còn 5 phần đó tính sao. Nhưng mà em vẫn cảm ơn anh. Ok. Quay cái này là có nói gì nhiều đúng không? Yeah. Hôm nay chưa nói gì đi. Mình hẹn có một ngày chuyện phụ nữ đi mình sẽ nói. Còn bây giờ tiếp tục nha. Lấy đồ còn vụ ăn là có. Vẫn lấy đồ đi quay. Ok, bye. Bà dẫn bào. Dẫn bào. Xin bây giờ 10 phần không được, xin 3 phần và xin 5 phần thôi. Đó. Mà xong cuối cùng đấy, Tết vẫn diễn 3 suất một ngày luôn. 9 ngày Tết luôn. Là từ ngày mùng 1 là diễn hết luôn. Ngày 2 suất 3 suất không à? Thôi, thì em nghĩ là bây giờ khán giả còn yêu thương, khán giả còn nghĩ tới mình. Thì em nghĩ là chắc anh Phương là lấy người vợ, anh cũng là nghề nghệ sĩ. Thì Phương hoàn toàn hiểu được điều đó, cho nên là thôi Phương cũng cố gắng chăm sóc cho Hương thật tốt. Yeah. Nhưng mà cũng vẫn phải lo cho sức khỏe của mặt Internet. Bàn số 3 bếp lên chưa? Không, cái đó của bàn số 2. Không, bàn số 1, đúng rồi. Bất đồng ngôn ngữ. Làm chủ như làm công. Cút cút không lo mất Internet. Đa ngôn ngữ. Cuối cùng thì con cũng hiểu nói với cái gì rồi. Trong bếp mà dơ quá. Cút cút tự động tính lương cho nhân viên. Quản lý tiệm từ xa. Cuối cùng thôi con được Mark USA.
giải pháp hàng đầu cho người Việt Nam. It seems like là anh Phương là một người đàn ông của gia đình ha. Anh Phương với bé Hương hai người là nghệ sĩ hết. Rồi có ghen không anh? Không ông, em chỉ thắc mắc vậy thôi. Cả hai người thì lại không có máu ghen lo cho lắm, buồn cười lắm. Cả Phương cả Hương đều không phải là người có ghen. Có lẽ là mình là cùng trong nghề nghệ thuật và quá hiểu rồi. Cho nên là không có ghen. Mà nếu như là mà nói có ghen hay không á thì chắc là bá có một chút. Bá mà không ghen mới lạ chứ đúng không? Em thấy không phải lận chút mà em phải thấy nhiều ấy chứ. Tại vì em biết là Facebook account của anh Phương hình như là Hương xài chung mà phải không? Đúng rồi. Hay là Hương access vô luôn. Xài chung luôn chứ, tại vì là Hương đâu có tài khoản Facebook đâu. Cho nên là Phương có một cái tài khoản Facebook là thỉnh thoảng bá mở ra bá xem cho nó đỡ buồn, xong bá bình luận ở trong đó. Nhưng bình luận là đằng sau có ký tên đàng hoàng. Dạ, nhưng có mà... ký hiệu là VH, VH. Nhưng mà tức là cả hai người xài chung cái tài khoản. Cho nên là ai nhắn tin vào là đều biết hết. Dạ, thế là anh Phương không có giang giang díu díu mập mờ được. Không có. Có một số trường hợp là một số cô gái nhắn vào hỏi thăm. Mà hồi đó là mình ở bên kia, bên Mỹ, mà cô ở bên này. Xong là mình gọi vào, anh ơi, anh ngủ chưa, anh thế này, anh thế nọ. Mà lúc đó là mình đi ngủ rồi. Thế là xong là Hương mới trả lời luôn. Anh ấy đang ngủ rồi, em là vợ của anh ấy đây. Có gì thì không, có cần chị cần gì không để em giúp. Thế là không thấy họ trả lời nữa. Là... cao siêu quá. Vậy là xài chung một tài khoản nó cũng có lợi ha. Mà cũng có cái hại. Hương thì tại vì cây ngay đâu sợ chết đứng. Cho nên là mình đâu có gì ngại đâu. Dạ đúng, dạ đúng. Cái như là mình thẳng thắn mà đi thì đâu có gì đâu sợ đúng không? Phương nghĩ là cả hai vợ chồng đều rất là cởi mở với nhau. Và nói chung là tất cả mọi thứ là đều là chung luôn. Vợ Hương thì xài chung Facebook của Phương. Nhưng mà còn ngoài ra thì tất cả những cái gì của vợ Hương là Phương là người set up hết tất cả. Từ tài khoản email đến điện thoại đến... mật khẩu, password trên điện thoại rồi vân tay các thứ là mình phải mở ra được cái điện thoại của cô, tại vì mấy hôm là cô lại quên rồi. Thế là mình phải mở cái điện thoại của cô ra. Cho nên là bây giờ mình bảo là hai vợ chồng này là mà không có vấn đề gì cả, chứ còn nếu mà có vấn đề gì là phiền lắm đó. Hay thiệt luôn á, thiệt luôn á. Nhưng mà quý vị biết sao không? Tại vì em cũng biết Hương, tánh Hương rất là thẳng thắn. Em đi diễn với Hương hình như là 17 năm nay. Dạ. Fan đồ này nọ rồi các anh trai làng cũng cảm nắng say mưa lung tung beng, nhưng mà tánh Hương rất là ngộ, Hương rất là thẳng thắn, và Hương đi Hương cái gì là Hương nói liền. Dạ, chứ không Hương biết. Hương rất là khéo léo về cái chuyện đó. Lúc nào mình cũng vạch ra một cái rạch ròi giữa công việc và chuyện đời tư. Công việc là công việc, mà ai mà có một cái gì mà nó hơi lật sang cái hướng khác cái là Hương biết nói, biết cách để biết nói. Cách để xử lý liền. Anh có biết xử lý không? Phương thì không biết xử lý. Thế mà anh không biết xử lý rồi làm sao? Thì có bà xử lý cho mình rồi. Mình trong khi mình ngủ là bà xử lý luôn rồi. Cho nên là không có lo ngại gì hết cả. Đến với cái chương trình mà chuyện đàn ông của em á, thì thường trước khi mà bước vào cái phần câu hỏi trắc nghiệm á, là để coi mình là good boy hay bad boy. Em cho anh một cơ hội để anh khẳng định mình. Anh nghĩ anh là good boy hay là bad boy? Mặc dù em nói là it seems like là anh là một cái người đàn ông family, là một cái người đàn ông gia đình. Anh Phương yên tâm, cái chuyện mà good và bad, dạ, nó không có nói lên được một cái gì, nó không khẳng định lên gì hết á. Nó chỉ là, dạ, một cái trophy, I'm a good boy. Và một cái trophy nữa, đây, I am a bad boy. Và anh biết rồi, gái thì nó hay thích bad boy hơn là good boy. Dạ, cái này là theo bao nhiêu chương trình em làm thì lại như vậy. Nhưng mà, again, đây là câu hỏi trắc nghiệm cho vui thôi. Chúng ta không nên khẳng định hay là chúng ta đánh giá gì cả. Và em nghĩ rằng là bé Việt Hương cũng không có coi cái chương trình đâu. Cái này là chuyện đàn ông. Dạ, chỉ có đàn ông quan tâm thôi, không ai quan tâm hết. Ok rồi, thế thì để Phương chọn nha. Không, không phải là anh chọn mà
anh nghĩ. À mình nghĩ à? Anh nghĩ anh là good boy hay anh là bad boy? Rồi anh không được quyền chọn mà đây là câu hỏi trắc nghiệm. Đây là một bộ bài 52 lá. Ở trong này có 52 câu hỏi. Thì trong theo chương trình là anh sẽ được bắt ra 5 lá. Thì mỗi một lá đây nó sẽ có 3 câu trả lời A, B, C, A, B, C. Thì một câu là anh sẽ cộng 20 điểm, một câu là anh không bị trừ, anh zero. Và một câu là anh bị trừ 20 điểm. Sau khi anh bắt 5 câu hỏi anh trả lời, và nếu tổng số điểm cộng lại mà anh được trên 60 trở lên là anh là good boy. Còn anh mà dưới 60 anh là bad boy. À thế à? Dạ. Ok, rồi, chơi luôn. Ôi giời. Anh chọn từng câu. Từng câu một ha. Rồi, một rồi. Đó, anh chọn đi, mở ra anh đọc luôn. Anh biết đọc tiếng Việt phải không? Giáo sư mà. Câu này nói là cái nết đánh chết cái đẹp. Thì ba câu trả lời là A, chọn cái nết, B, chọn đẹp, C, chọn tiền. Đó, rất là dễ. Câu này quá dễ luôn. Cộng 20, trừ 20 hay là neutral. Dạ, nó dễ quá. Vấn đề là mình chọn cái gì? Mình chọn cái đẹp, mình chọn cái nết hay mình chọn tiền? Phương là người vừa thích cái đẹp, vừa thích cái nết, vừa thích tiền. Cho nên là bây giờ Phương chọn cái nết thì Phương được 20 điểm. Chọn tiền thì mất 20 điểm. Và chọn đẹp là mình không mất điểm nào. Chung quy lại là Phương chọn cả ba. Cuối cùng là zero, không thêm, không bớt. Người đàn ông thầm làm đó chính là anh. Cái bài hát đó viết cho anh. No, anh chỉ được chọn một trong ba thôi. Đây là người đàn ông rất là honest, rất là thật thà. Và tôi chọn cả ba. Anh ơi, nếu cuộc đời này mình được chọn ba thì không phải một mình anh, tất cả mọi người trong đó có em cũng muốn chọn luôn cả ba. Nhưng dạ đời không như ước mơ anh. Dạ chúng ta chỉ được chọn một mà thôi. Thôi thì thế này. Dạ. Tiền ấy, thì mình có thể làm ra. Dạ. Cái đẹp ấy sẽ một ngày nó tàn. Ui giời. Nhưng cái nết thì có thể làm ra được cả ba cái, cả hai cái kia. Một cái người nết tốt tạo ra một cái gia đình hạnh phúc, một cái tổ ấm hạnh phúc, có vợ có chồng, đồng vợ đồng chồng như nãy Tâm có nói, đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn. Thì khi mà mình có được một người vợ mà cái nết tốt, hai vợ chồng sẽ làm được ra tiền. Mà đến thời bây giờ rồi, mình có tiền mình có thể làm mình đẹp được. Cho nên là thôi Phương chọn A. Trời ơi, thiệt sự ra cái này thì em nói thiệt đó, giống như em múa rìu qua mắt thợ vậy á. Đúng không? Dạ, cái này tại vì với một người giáo sư mà âm nhạc như anh, trời ơi, ông dạy ra biết bao nhiêu người mà tự nhiên giờ mình lại đi đố như vậy thì thôi. Dạ, thì với cái câu trả lời này anh xác định là anh chọn cái nết. Rồi. Chắc chắn. Chắc chắn. Thôi nói gì đi nữa, chọn cái nết là chắc chắn anh được 20 rồi. Chúc mừng anh. Ủa sao vui đó, ông nào cũng vậy, chọn biết được cộng 20 mà anh vẫn diễn là anh. Đâu biết là câu nào 20 đâu. Không, câu đó được 20 chắc chắn. Chọn cái nết phải 20 chứ. Dạ, mình chọn cái khác thì nó mới khác nè. Rồi chọn đi anh. Tiếp ha. Yeah. Rồi. Em phải về bỏ câu đó mới được. Ai đương nhiên là giờ không lẽ lên sóng rồi ai cũng chịu chọn cái nết hết, đúng không? Rồi. Ai mà chọn không lẽ giờ lại có chọn tiền, ta cũng không nói chọn tiền nữa. Đúng rồi, mấy người xạo người ta cũng chọn nết mà. Nhưng Phương không xạo nhá. Thề. Anh thề là anh có chọn ba cái mà. Rồi, bây giờ sẽ sang tiếp câu hỏi thứ hai ha. Bạn sẽ làm gì để giúp ngủ ngon? A là đọc sách. B là trả bài hì hục. C là uống chút men. Trời ơi, sao lại câu khó thế này? Cái này được. Dạ. Yeah. Rồi, bây giờ Phương xin nói luôn này. C là không phải của Phương rồi, tại vì Phương không phải là người uống rượu. Rồi, cho nên là Phương không có chọn men. Mà chọn women. Nhầm. Cái gì vậy? Không chọn men, anh biết anh không có chọn men rồi. Nhưng mà anh chọn uống mình. Nói chơi ha. Phương không uống rượu cho nên là không có chọn men rồi. Nhưng mà anh uống chút. Chút cũng không uống. Chút từ xưa đến giờ cũng không uống. Phương không thấy rượu nó hấp dẫn đối với Phương. Uống chút cũng không thấy ngon. Mà thấy nó khó chịu quá à. Cho nên là Phương không có uống.
Và em biết tánh đó của anh Phương là anh Phương không có uống rượu, không có uống bia. Dạ. Sáng sớm là bé Hương là uống một ly cà phê và anh Phương uống một ly sữa hay là ly nước cam. Dạ. Chị Hương ngồi nhậu với bạn vô. Dạ. Phương vẫn ngồi uống ly cốc. Rồi, thì bây giờ câu hai cái sự lựa chọn còn lại là đọc sách và trả bài hì hục. Thì ngày xưa Phương là một người rất là mê đọc sách. Cho nên là mọi người có thể là sẽ nói rằng là nếu như Phương mới nghĩ thì có thể là Phương chọn A. Nhưng mà thời xưa thôi, ngày xưa mình đọc sách, còn bây giờ mình đâu có đọc sách nữa đâu. Bây giờ thời gian, bây giờ mình rất là hiếm rồi. Buổi tối mình đâu có thọc đọc sách làm gì. Và nói thật nhá, là buổi tối rồi bây giờ mắt yếu rồi, không muốn đọc sách. Cho nên là mình chỉ chọn... Nhưng mà bắt buộc là phải chọn B à? Dạ, chỉ có A, B, C thôi. Thì nếu chọn cái khác thì anh chọn cái gì? Anh thử nói anh chọn cái khác là chọn gì? Chọn đi ngủ à? Thì tại vì là buổi tối trước khi đi để đi ngủ cho ngon là hai vợ chồng bây giờ bật tivi lên xem phim. Yeah. Vậy thôi. Netflix and chill hả? Netflix thôi, mình Netflix ngồi... Netflix không có chill. Netflix không có chill. Netflix không rồi, có chill. Rồi, câu trả lời là nó không nằm trong này thì làm sao mà trả lời được? Thì mình giả sử bây giờ mình chỉ F, A, B, C, A, B, C thôi. Dạ, không có nói gì nữa hết. Lẹ đi cả. Đó, hết giờ của em rồi đó. Câu trả lời này còn tùy thuộc vào mood của đối phương. Đây, em nghĩ là em phải vào cái giải là you are a good boy. Dạ. Còn phải em không nghĩ ra đến cái đó là mình phải còn tùy theo đối phương nữa. Dạ, mình muốn dò bài, muốn trả bài và đối phương không muốn thì giờ làm sao, đúng không? Thôi, với câu hỏi này và với câu trả lời và giải thích này của anh, em tạm cho anh cộng 20 điểm. Quý vị có đồng ý không? Dạ, nếu làm ơn, nếu mà quý vị đồng ý là phải ok với em. Dạ, nếu mà quý vị không có đồng ý, quý vị có thể bình luận ngay dưới cái video giùm em nha. Em có thể quay trở lại và sửa điểm liền. Còn bây giờ em tạm thời cộng 20 điểm cho anh ấy. Hai câu hỏi là nếu mà hai còn 5 câu hỏi, nhiều khi 60 anh 80 là anh very good boy. Còn giống như anh là được 100% luôn á, là anh là super good luôn á. Out of the world. Dạ, thật sự là trong cái chương trình mà chuyện đàn ông của em, đến bây giờ em làm 13 tập rồi, chỉ có một người đàn ông là 100% luôn. Thôi rồi, Phương sẽ làm người thứ hai đó. À rồi, hy vọng. Chúc mừng anh. Rồi, thôi khỏi xào nấu gì hết. Bây giờ Phương chọn luôn một cái ở giữa này. Đó. Rồi. Đây. Rồi, câu hỏi thứ ba là tiền, sự nghiệp, gia đình, chọn cái gì? Cái này cũng gần giống đến lúc nãy đúng không? Dạ, đúng rồi. Chắc là mình đổi câu khác đi cho nó thú vị ha. Dạ không, em không nên làm như vậy. Anh cứ chọn đi. Dạ. Cái hấp dẫn của cái phần trách nhiệm này nè. Nó không có nằm ở nơi anh chọn A, B, C. Em tìm hiểu ra và em thấy cái mà quý vị thích nghe là gì? Nghe cái lời giải thích của cái người khách mời. Ok, rồi. Thì đây ba câu trả lời, ba cái sự lựa chọn. Câu A là gia đình, B là tiền và C vui trước tính sau. Câu này thì chắc là ai cũng biết rồi, ai cũng biết câu trả lời của Phương rồi. Từ xưa giờ Phương không phải là cái người ham tiền, Phương cũng không phải là người vui trước tính sau, là Phương... Tại vì Phương là một con người gia đình từ đến xưa đến giờ rồi thôi. Cho nên câu trả lời này cho làm cho nó đơn giản luôn đi. A, gia đình. Nói gì đi nữa, giải thích hợp lý, hợp lệ, phải cộng 20 điểm nữa thôi. Chúc mừng anh Phương. Ok, 3 câu anh đã được cộng 60 điểm là anh đã là good boy rồi. Rồi. Nhưng anh còn 2 câu nữa, biết đâu 2 câu nữa anh bị trừ. Anh cũng được, đúng không? Em hy vọng là anh được cộng thêm 40 điểm nữa để anh trở thành một người đàn ông hoàn hảo, là người khách thứ nhì được 100%. Thắc mắc một chút, ai là cái người đàn ông hoàn hảo thứ nhất? Đó là anh nghệ sĩ Bảo Liêm. Vậy á. Trời ơi. Anh được 100% và tất cả những cái khi anh pick một câu trả lời, anh giống như anh Phương vậy đó. Anh giải thích rất rõ ràng là tại sao anh chọn vậy và nó rất là hợp lý với anh. Yeah. Tại sao mình phải vậy và giống như giờ mình chọn một cái nết, khi mình có cái nết rồi mình có thể làm ra được tiền. Khi có tiền rồi chúng ta có thể đẹp. Rồi, bây giờ chọn tiếp xem là câu này là được cộng thêm hay là trừ đi này. Rồi. Câu hỏi thứ tư. Nếu bạn stress, buồn, bạn sẽ chọn A là bia hơi, 2 là bia ôm, 3 là bia đá. Quý vị biết là thế nào này.
Phương không phải là cái người mà thích đám đông nhiều quá. Phương rất là ít khi nào tụ tập, bạn bè không có nhiều. Phương có một vài người bạn và rất là ít. Nhưng mà Phương đặc biệt là không bao giờ đi ra ngoài uống bia, không đi ăn nhậu, thậm chí cà phê còn không đi uống cà phê cơ. Phương tối ngày một là làm việc, hai là ở nhà, và ba là lo cho gia đình, con cái. Cho nên là bia hơi, No. Đã không bia hơi thì làm sao mà có bia ôm được, đúng không? Còn bia đá thì chắc chắn là Phương không có chọn rồi. Dạ. Yeah. Thôi, trong ba câu này chắc là Phương không dám chọn câu nào luôn. Dạ. Yeah. Biết làm sao đây? Thì mình chọn thử một trong ba đi. Bia đá anh không phải là cái loại người như anh rồi. Bia ôm là không có thì anh cũng có thể. Thôi thì mình là người Hà Nội, mà bia hơi là cái gốc của bia hơi Hà Nội. Oh really? Thôi, cái ngày mà mình còn trẻ thì là bạn bè đi uống bia hơi ngày kia mình đi cùng thôi. Thì nhiều khi người ta cũng đưa cái người ta nói mình nhấp miệng. Thì thôi, mình trong cái ba cái này thì mình nghĩ là cái bia hơi là cái có nhiều khả năng nhất là mình có thể là mình dính vào đó. Ví dụ như là mình nhấp miệng với bạn miếng bia hơi thì thôi chọn A. Đó, đúng rồi. Thấy không? Em nói quý vị, có thể là mình chọn bia hơi nó không đúng, nhưng mà với cái lời giải thích của anh Phương thì nó lại rất hợp tình. Dạ, và em thật sự là nếu mà mình bị stress, mình bị buồn, mình chọn chút xíu hơi men, giống như anh uống không được, mình có thể nhấp môi, nó ok, nó đỡ hơn mình đi uống bia ôm. Dạ, và nó cũng đỡ hơn là mình chọn bia đá, nó cũng kỳ lắm. Dạ, đúng không? Hay. Dạ, với cái câu trả lời này và câu hỏi của chương trình, anh chọn E là anh được cộng 20 điểm nữa. Oh, ok. Anh còn tiến sát tới ta, tới một người đàn ông hoàn hảo rồi đó. Rồi. Hy vọng là cái câu này là sẽ cho Phương câu trả lời hoàn hảo đây này. Dạ. Em cũng như vậy, em buồn là em sẽ chơi bia hơi đó. Vấn đề là còn uống bao nhiêu nữa? Uống rồi mình làm gì nữa? Chứ không phải là, đúng không anh? Mình uống có thể là nhiều khi uống quá, quý vị, uống là người ta nói là don't drink and drive, là mình không có được uống rượu lái xe. Và rồi uống xong xuôi rồi mình không có control được lý trí, mình uống nhiều quá rồi mình lại này cái nọ nữa. Nhưng mà có bao giờ có người nào chọn A, chọn A xong nó dẫn sang B, B xong nó dẫn sang C không? Cảm giác nó nhức. Tức là một anh chọn bia hơi, uống xong xỉn rồi có cô em ngồi bên cạnh còn bia ôm luôn. Ôm xong về bà vợ ghen, đánh cho một trận bia đá luôn không? Có anh. Đó là vấn đề là khi anh uống xong anh không biết control lấy. Thì thật sự cái câu hỏi như trắc nghiệm là chỉ nói như vậy thôi, rồi còn mình giải thích vấn đề là chẳng hạn như anh muốn uống bao nhiêu thôi. Cái chọn uống bia hơi, ai cũng có thể uống bia hơi, ai cũng có thể uống rượu. Vấn đề bạn uống bao nhiêu và bạn uống xong bạn làm gì? Bạn uống xong rồi bạn có control được lý trí mình hay không nữa thôi. Rồi thôi, lần này là xem là mình có may mắn hay không đây này. Mình xào lên một cái ha. Em hy vọng anh là người đàn ông hoàn hảo, perfect man. Rồi, của chương trình này. Trên cùng luôn. Rồi, chơi anh luôn. Quên, anh chơi luôn. Ok. Dạ, sao chữ nhiều vậy? Sao nhiều câu hỏi nhiều chữ vậy? Sao nhiều chữ vậy? Rồi, câu hỏi là bạn đi công tác xa một mình mà tình cờ gặp lại người yêu cũ ở phòng cạnh bên trong khách sạn, thì bạn A, gõ cửa phòng tâm sự mỏng, B, gõ mõ tụng kinh tịnh tâm rời xa cám dỗ, C, gõ tin nhắn cho vợ. Rồi thế mình gõ cái gì đây ha? Trời ơi, sao mà bắt tôi phải lựa chọn khó khăn thế này? Anh đi show, dạ anh đi show xa, rồi dạ tình cờ mình gặp lại người yêu cũ, dạ đêm đó thì mình nên làm sao anh hả? Thực ra cái hoàn cảnh như thế này, thực ra Phương rất là nhiều. Hả? Không phải là Phương nhiều người yêu cũ, mà Phương đi xa một mình rất là nhiều. Là bởi vì mình là ca sĩ, mình là nghệ sĩ mà đi show, cái chuyện là mình đi xa, xong mình ở một mình trong phòng thì rất là nhiều. Thế nhưng mà cái việc là gặp lại người yêu cũ, là tình cờ gõ ở người yêu cũ ở bên cạnh phòng á, thì... Có luôn. Rồi mình làm gì? Mình gọi gì? Thì mình vẫn nhắn tin cho vợ bình thường thôi. Bảo em biết không? Phòng bên cạnh anh là ai biết không? Ok. Đó, câu trả lời đã hoàn thành. Sao? Điểm bao nhiêu? Em không nói là điểm bao nhiêu, mà bây giờ anh được 80 rồi, anh trừ 20 hay anh cộng 20 hay là anh không bị trừ gì, anh cũng là good boy, đúng không? Nhưng mà em trân trọng thông báo cho anh biết, với câu trả lời anh nhắn tin cho vợ anh là một người đàn ông hoàn hảo, anh là good boy, a family boy,
Yeah, you are perfect boy. Ok rồi, cảm ơn Tâm. Cảm ơn chương trình. À, không biết là mọi người ở đây nãy giờ có ai trừ điểm của Phương ở dưới kia không? Nhưng mong là không, bởi vì Phương nghĩ là Phương xứng đáng với cái này chứ, đúng không? I'm a good boy for sure. Anh Phương là good boy for now. Ok, còn khi cái tập chương trình này ra vlog chuyện đàn ông với nhạc sĩ ca nhạc sĩ Hoài Phương thì quý vị có quyền bình luận thêm ở phía dưới. Dạ, good bao nhiêu thì lúc đó em sẽ quay lại cho anh Phương biết. Nếu mà có trường hợp mà khán giả trừ điểm thì Phương có bị trừ không? Dạ, thật sự khán giả thôi, đâu liên quan gì về chương trình nó set đâu. Câu trả lời tụi em đã chọn như vậy rồi. Tại vì Phương tin chắc là số khán giả sẽ bình chọn cho Phương tăng điểm thêm rất sẽ nhiều hơn. Ông đổi, ông bớt tự tin lại. Trời ơi. Anyway, một lần nữa là em nghĩ là lần này em về Việt Nam, em được làm việc ở đây và em được tình cờ là đến cái thăm nhà của anh Hoài Phương và được là làm một cái chuyện vlog chuyện đàn ông với anh, đối với em đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Dạ, em cảm ơn anh rất rất là nhiều đã cho em cơ hội review dạ nguyên cái căn biệt thự của anh. Dạ thì Phương cũng rất là cảm ơn Tâm đã tới đây để cho Phương có cái dịp là để mời Tâm đến thăm nhà và cũng để đi qua cái chương trình này để cho Phương được khẳng định một lần nữa với Tâm và khán giả, và đặc biệt là nếu như bà xã có xem chương trình này là bà xã biết anh là một người như thế nào. À, xin lỗi quý vị, là tại vì người Mỹ đó thì người ta rõ ràng, người ta nói oh this is my house và người ta nói là this is my home. Dạ thì em hiểu được, giống như là người ta nói là home là cái gia đình, còn house là một cái chỉ là cái nhà thôi, nhưng mà em không biết tiếng Việt là như người ta vẫn nói là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Thì đối với Phương ấy, thì Phương rất là muốn xây một cái tổ ấm. Mà cái ngôi nhà trước đây thì bà xã đã surprise Phương hoàn toàn là Phương về là Hương đã xây nguyên một căn nhà như vậy. Thì Phương về là cô ấy bất ngờ Phương với một căn nhà như vậy. Thì Phương mới nói với cả Hương là cái căn nhà này thì anh nghĩ là em để cho anh hoàn toàn làm đi, và để em không có phải lo nghĩ gì về cái này. Tất nhiên là trong quá trình xây nhà thì mình cũng phải hỏi ý kiến vợ về em có đồng ý anh làm thế này làm thế kia không, nhưng mà tất cả mọi chi tiết, mọi như là Phương đã nói rồi thì là Phương hoàn toàn toàn tâm toàn ý để mình làm ra một cái căn nhà hoàn hảo nhất cho gia đình. This is a home. This is a home. Đấy đó, cho nên là Phương nghĩ là Phương muốn là tạo ra một cái home chứ không phải là một căn nhà. Đây là một ngôi nhà, một cái nơi để mà khi mà mọi người trở về thì mình cảm thấy là ấm cúng. Giáo sư đấy, thầm thúy lắm đấy quý vị à. Thôi, anyway, em cảm ơn anh Phương rất là nhiều. Mong là quý vị đã có một cái buổi xem thật là vui vẻ. Và đừng quên bình luận thêm cho Hoài Phương thêm 20, có khi 100, 1000, 1000 điểm lên được. Có khi là Phương còn là một người đàn ông tốt hơn nữa ở đây nhé. Ok, rất là cảm ơn. Xin chào tất cả quý vị.